Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký công văn khẩn gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi trên toàn tỉnh. Hiện nay, dịch xuất hiện tại nhiều địa bàn của tỉnh Bắc Giang. Nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh được yêu cầu bắt buộc thực hiện cách ly y tế tập trung. Trong đó, nhiều trường hợp là trẻ em dưới 15 tuổi. Chính vì vậy, văn bản điều chỉnh này đã được ban hành. Theo điều chỉnh mới, trẻ dưới 5 tuổi thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng. Trẻ từ 5 tuổi đến 15 tuổi thực hiện cách ly y tế tập trung trong 7 ngày. Sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, được cho phép thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng. Tất cả trường hợp đều phải đảm bảo đủ các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Việc di chuyển từ cơ sở cách ly y tế tập trung về nhà phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch.